nghe anh chú hiệp nhiều đàn em trong làm khét lắm đúng rồi em ơi anh hiệp uh, anh hiệp đen ấy, là gốc anh ở phủ lý lam hà đó nhưng là anh ấy ở trong sài gòn từ lâu rồi đó còn nhà của anh ấy thì chính uh, ở trong uh, hà tĩnh đó sài gòn thì anh cũng có nhà uh, anh ấy thì uh, thật sự với mọi người luôn là uh, anh hiệp đen thì anh ấy, uh, quan hệ từ bắc vào nam rồi thật sự anh nó cũng là một người anh lớn ở xã hội luôn anh lên trang mạng anh cũng rất là khiêm tốn chả bao giờ đèo líu bất cứ ai cả anh sống lên đi anh chơi tiktok hay các nền tảng khác là anh ấy chỉ có lên giao lưu với mọi người thôi đó hoặc là anh em của của anh ấy chứ anh ấy không phải lên trên trại lên trên trên, trên livestream mà anh ấy à, lọ kia cũng là một người anh sống chất đó rất là tình cảm à, tế điên thì Thật sự là đến năm tận mới đây thì mới gặp anh ấy trong Sài Gòn Lúc Tế Điên vào giao lưu với anh em trong Sài Gòn Giao lưu ở trong Sài Gòn với quận 12 Rồi là xuống Bình Dương Xong là xuống 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 Vũng Tàu Thì anh em Bình Dương đoán Tế Điên rất là ok Anh em Vũng Tàu vậy Thế khi mà Tế Liên ra sân bay Tên Nhất thì gặp anh Hiệp Đen đó Hai anh em ngồi tâm sự với nhau Anh Hiệp Đen rất yêu quý Tế Điên Thế Điên có trang Facebook của anh ấy cũng như là Zalo, số điện thoại Anh ấy cũng bảo Thế Điên là em vào Sài Gòn Hà Tĩnh chơi với anh Nhưng thật sự là Thế Điên cũng đang sắp xếp vào Hà Tĩnh Thứ nhất là quay lại Hà Tĩnh Vì trước đây Thế Điên cũng một lần vào trong Hà Tĩnh với Nghệ An Để giao lưu gặp những người anh em yêu quý Thế Điên trên trang mạng Thì anh em Hà Tĩnh dành cho tình cảm Thế Điên rất rất là ok luôn Anh Hiệp Đen thì anh sống rất là tình cảm rồi ạ đầu tiên chưa gặp mình chưa gặp anh ấy thì cứ nghĩ là anh ấy là người lớn à, đôi khi là anh ấy có một chút gọi là à, cái gì đó nó khó gần ý là như vậy nhưng không phải khi mình gần mình gần anh Hiệp đen thì thật sự luôn anh ấy sống rất tình cảm mà tràn hòa à, giống rất hòa đồng với tất cả các em anh em với các cháu Nên anh Hiệp đen đấy với gọi là cấp người ta sống không không ồn ào trên trang mạng đó, họ chỉ chơi lên trên trang mạng đó, là giao lưu với những người anh em, những người yêu quý của anh ấy trên 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 trang mạng thôi chứ anh ấy cũng không phải là lên như như bà cái ông tướng như suốt ngày alo cho ra cái địa chỉ rồi thế nọ thế kia thì anh không có chuyện đó nên là anh ấy rất là ok luôn cũng cảm ơn uh, anh chào Quỳnh Quỳnh nhá chào tình yêu của anh nhá <laughs> thank you thank you thank you thank you nhìn quỳnh quỳnh vào là anh vui rồi nhé à, cho anh gửi lời